Có, có. Nói nhỏ nghe. Hôm nay bà nội nấu, bà nội nấu lại cả nhà. Chậm. Đậm đà. Chủ yếu là thích nhiều. Nhiều. Tập mấy nước. Nước chấm thần tránh. Ghê quá. Chấm mày đường, muối, xíu bột ngọt, chanh, nghe chấm ngon, ngon gì đâu á, không thấy cái chén chấm. Cục hơi dai quá. Mà tính cho ăn cục này không cho ăn cục khác được. Dai quá ta. Thầy gót ông đã gặp da. Không mấy ngon thịt với cái cánh mới ngon cả nhà, mình không ngán. Nếu một tiếng mà nó nhiều quá, nó ngỏ thì nhiều quá.